Ơi, hoành tráng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Hò rồi. Sông Vàm có anh đây chưa đến, bên Ninh Kiều anh đứng đợi triền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền, tháng năm tự nhủ hò, chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận rồi, tôi cũng giận rồi. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm trăng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mất, hay rụng nỗi trăm lần, vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thèm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh, và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khó để giờ này lại chưa bao. Ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn, mới ghê. Mưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lần đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn Ủa? Nam. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em xin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi, và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là Nhũng Nhiễu đó hả? Dạ, Nhiễu Nhảo. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là Nhiễu Nhảo hay là Nhiễu Sóc. Bây giờ vậy nè, Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch ạ. Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có rồi. Gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha. Em sẽ dẫn mọi người đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Đi tiếp hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ hạp cạ quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi xíu ha. Rồi các ngồi bạn đi. Giao lưu với nhau đi hai hả? Đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi như tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không?
Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. Hẻm Lý Tư Trọng. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con gì trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Anh lộn, hồi nãy em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi. Đúng rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi. Dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa. Dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa được không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm không? Dạ, cũng có nhây. Đội kia cũng dữ lắm không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm. Mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc bolero, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Dạ, anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Xấu quá anh. Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa. Nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Cái đó chưa phải tập. Mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm á nghe. Là hay ngoé mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu lâu cũng hay dò đầu ngõ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem TV luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không à? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ vậy. Nghĩ hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học. Kể là chuyện hồi nhỏ rồi. Dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ từ anh. Tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6. Lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy, đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em, rồi mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có, sinh hoạt đoàn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có, nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai nói chi? Chị là chắc cũng xin đó chị à. Dạ, em hỏi đi. Các bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là anh nói đi đơn phương không mà gì, chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hùng con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn.
có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hôn nhau mà. Hồi lúc đó em cảm giác làm sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi, nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết dạ. Bây giờ đang cảm sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình này cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em, đầu thử anh tả thôi coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em là người truyền thống mẫu gia đình ngày xưa. Là mẹ rất là đẹp, mẹ là mặt tròn, da trắng mà tóc cũng dài, nói chung là mẹ đẹp như phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt, còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái vui. Đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và chúng ta có quyền thất bại, nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh mình em kia có tâm, gia trưởng anh là anh? Người không có gia trưởng đâu. Anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình là phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà thông anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào cần, nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Không. Con gái đi với anh. Dạ, nay em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Khi quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Vì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh hít đất được 10 cái. Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đà bạn em, nó ngại lắm không hỏi đâu. Là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em ví dụ như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa, chứ không phải là một riêng một mình các bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm đi nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ.
anh xin nãy cho hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường không có giận nó, mà lỡ cái Thành là không có chắc, không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi khỏe nói lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời ơi, tưởng là bữa nay đi với ba đúng không? À, em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba, rồi để ba nói đi. Dạ, ba. Chào MC Huyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng, cũng hợp, mà cái thì nó cũng hơi ấy. Hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng nói nhiều quá. Hay đó là... nó hay lạc vấn đề đó. Nó bị lạc đề. Không, nhưng mà vui mà chú. Nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi. Ai hỏi hả nói, đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. À. Rồi, cảm ơn chú. Thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, em chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. À, anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu, tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó có hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... À, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. À, anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. À, em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Em tặng về. Anh chiếc khăn rằn. À, chiếc khăn rằn này thì nó dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn rằn này mà, cái truyền thống của người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé, rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là... Để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói em ăn hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để sao cái ăn đó, sao cái đi. Cái đó chấm mưa ớt ăn ngon lắm. Không có gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt. Không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh Sinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, bởi anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh, tóc dài có đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói hợp cái gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải gì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ, giờ không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn. Mình nói, dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất là ấm. Cảm giác rất là thân thuộc. Là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em.
Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá. Tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể nói lại. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, em chào anh. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh, em sinh năm 1990. Đêm nay em làm việc tại chuỗi salon tóc Nam với vị trí là quản lý cửa hàng. Dạ quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Còn em sao cưng? Dạ em tên là Nguyễn Vũ Mai Trang, năm nay 31 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được tại em biết nấu ăn. Hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Biết hát, biết làm thơ, biết viết rap, viết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái. 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui. Hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you gonna love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta. Anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, tập thay đổi hết rồi. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi á, xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia, rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, tôi. Thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cấp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ thật sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để nhưng đi tìm mấy mối tình. Em có hai mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào?
Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao, em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra hai giả thuyết, ví dụ cái người con gái này á là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất á là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á, thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề, ví dụ như ở bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định. Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi sao. Dạ chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn. Chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Người bạn chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm một năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá. Đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là đó sao? Là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Nè, hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quỳnh Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À xin lỗi, không có đâu ha. Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội. Thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, coi chương trình dạ. Dạ. Em đi với ba mẹ là một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh dạ. Và MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi á, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ, dạ cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi cũng chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi cũng chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Dạ. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món quà này. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu cho má. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi.
Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau đó, thì mỗi lần khi đi với anh đó, thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ, dạ đó anh. Món hoa của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ không, em yên tâm đi em, về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á, không có chuyện đó đâu, tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á, em mà có đẹp á, anh tự làm xấu mình à. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá á, thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau, chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng. Cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên dạ, là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là phải sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Dạ. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm. Quá đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của trước em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ. Cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay cô gái ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ. Dạ. Nhưng mà cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi thì ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em cảm thấy anh rất là ấm áp, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép mà hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau. Và hứa với hai bác điều gì đi? Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn đi. Con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi đúng không bác? Thấy chưa? Ngọn bấm thôi.
coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân, coi tụi nó hợp tuổi không, thấy chưa, tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả vì hai đứa hết. Rồi chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn. Làm cho mình yếu đi, ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi, mời nhà trai. Em chào chú, anh đi lên. Dạ. Ngồi đi. Xin mời nhà gái. Chào em. Mình giới thiệu lớn lên cho bên gái cùng nghe nha. Em xin chào kính thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào tất em. Cả mọi người có trong trường quay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây xem hành trình hát ới của em. Dạ, em tên đầy đủ là Lưu Trạch Đông, sinh năm 1994. Em mạng quả, em phù hợp với mạng thổ và mạng mộc. Thôi gói luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Quả lớn khi bốc quả cũng mệt lắm nha. Không, em bình thường là trung tính lắm, không có nóng đâu. Em quê đâu? Dạ em ở quê ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều kỹ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đầu tư kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Dữ ta. Rồi còn em giới thiệu đi. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bé Ngọc, em sinh năm 1993, em đến từ An Giang và hiện tại em là một giáo viên tiểu học. Em ở An Giang luôn hả Ngọc? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Là qua phà luôn đó hả? Dạ. Gần Hương Linh. Giờ cũng qua phà. Ở Tân Phú cũng qua phà, vậy hai đứa này nó hợp phà nè. Vậy hả? Nhưng mà có gần nhau không Linh? Gần lắm. Đi chắc cũng cỡ mấy? Tới tối mới tới. Ủa thiệt luôn á hả? Trời. Không sao, đường xa xôi gì, yêu nhau mà, có chuyện gì đâu ngại, đường xa cách trở đúng không? Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ, chỉ cần là hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau là được. Bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là giỏi việc nội trợ và rất là giỏi về việc kinh doanh buôn bán. Còn đối với nhược điểm của em là em nói chuyện hơi lớn và đặc biệt là nóng tính. Hay làm bất cứ việc gì em cũng phải ghi, em phải ghi em mới nhớ, còn nếu không em sẽ quên. Trời, em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là dễ nhìn. Nhìn thấy liền luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gót chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi, ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi, mất mới gì tiết lộ khuyết điểm đúng không? Là sao, là ông giấu luôn á hả ông? Dạ không có giấu nhưng mà ai tìm được thì tìm. Trời đất ơi, cắt ở xa nhau mà cắt cớ quá à. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi có bao giờ tương tư một cô gái nào không? Dạ chưa luôn. Có bao giờ cảm giác thấy cô gái nào đẹp chưa? Em sở thích em là thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Có ngắm không? Em thích nhìn. Nhìn hoài mà sao không thích là sao? Nhìn mà lúc đó tại em lo cho tương lai. Em tích lũy vốn để cưới vợ nên hạn chế không quen những cô gái xinh đẹp được. Đến tuổi này em mới nghĩ tới. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Người ta là thích nhìn con gái là khác nha, là đổ đồng hết hả, cứ gái là nhìn. Em cũng nhìn những cô gái bình thường mà nhìn ít thôi. Cái đẹp em nhìn nhiều hơn. Vậy hả? Em đủ bản lĩnh, đủ tự tin về bản thân mình để mà mình có thể mà tiến tới một cái tình yêu cũng như là hôn nhân. Dạ đủ, em có tập gym để có thể chuẩn bị thân hình dạng dở để bảo vệ. Tức là tập gym để bảo vệ vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ta nói tập võ để bảo vệ vợ chứ tập gym bảo vệ gì. Là tập gym để có cơ bắp, ta thấy là ngán. Anh thấy có nhiều người cơ bắp không ai ngán hết trơn. Em rồi tập được mấy múi rồi? Em tập chắc cũng được 3 múi ngang. 3 múi ngang. Thôi vậy cũng được rồi, từ từ. Vậy là em đi tập gym, tại sao em không cua một cô gái nào trong phòng gym? Nhà người ta có bồ hết rồi. Gặp ai có bồ trong cái công ty bất động sản như của em, nhiều cô đẹp lắm mà. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi. Ai không ai có chưa có gia đình chân hả? Không có gia đình nó mặt đó, không có được xinh xắn. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì thôi bỏ qua. Thôi nói giỡn vậy thôi cho em bớt rung thôi. Nghe. Bây giờ này đâu. Trời bình tĩnh luôn đó anh trai hả? Em rung bên trong. Rung chỗ nào? Ở trong tế bào á. Ở trong tế bào á. Chị đố em á, bây giờ cái người mà ngồi bên rào bên đây á, cái nhân dáng, cái hình dáng của người ta ra làm sao? Dạ da trắng mặt xinh. Tao không biết. Cá không? Giờ chắc dạ. Không? Em viết trong hồ sơ. Vậy á. Ví dụ mà da không trắng, mặt không xinh thì em tính sao?
Thì thôi. Nhưng mà đẹp là được. Đẹp mà cái tính tình không ra gì thì sao? Thì giờ gian liền rồi. Mẫu lý tưởng cái người bạn gái của em, hình như em thích là đẹp như thế nào? Đẹp cỡ Nancy á. Ví dụ như cỡ đẹp cỡ nan giải được không? Em nhìn thích là thích à? Ừ. Bây giờ em nói ở Việt Nam đẹp cỡ nào? Dạ cỡ chị Hồng Vân hồi trẻ. Tôi mà hồi trẻ thì dễ tìm. Ôi trời, em gái da trắng, có trắng, xinh, có xinh. Bây giờ em nãy giờ em nghe bạn đó nói như vậy á, thì cái cảm xúc của em là sao? Bạn trai này có nghĩa là cái mẫu người là bạn ấy thích về cái đẹp nhiều hơn. Thì đối với em á, mẫu người lý tưởng của em á, thì chỉ cần dễ nhìn, cao hơn em, và chủ yếu là ở cái tấm lòng thôi. Em không cần cái ngoại hình. Đúng rồi. Chủ yếu là chung thủy, biết lo cho gia đình là được. Bên kia là bạn kia nói là bạn chưa có người yêu luôn đó. Dạ. Còn mình thì sao nè? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là em quen lúc đã học đại học. Người đó đã có gia đình và có con mà em không biết. Chia tay có mối tình đầu xong cũng cỡ một năm mấy hai năm em mới quen mối tình thứ hai, là người đó làm tài xế. Nhưng mà sau này em đi dạy do tính chất công việc rồi không có điều kiện cũng như thời gian để gặp nhau, nên rồi dần dần cái tình cảm nó bị phai nhạt đi. Nếu yêu xa nữa thì sao? Chủ yếu là ở hai người hướng về nhau thôi, hiểu nhau, hướng về nhau là được. Nói cũng xa đâu, cách nhau có hai cái phà thôi. Điều gì em không thích ở đàn ông? Điều mà không thích ở người đàn ông đó là gia trưởng. Kiểu mà cờ bạc chứ hút thuốc là em không thích. Còn rượu thì ở mức xã giao. Có gia trưởng có cờ bạc hút thuốc không? Dạ mấy đó em không dính tới. Được. Rồi thôi được rồi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với em trai ruột và ba bà bạn thân. Chào chú Huyền Linh với chào cô Hồng Vân. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em là em trai của chị Ngọc. Anh bên đây thì nhìn cũng được, cũng có công ăn việc làm ổn định, thấy là cũng hợp với chị. Chị của em thì rất là giỏi, nấu ăn cũng rất là ngon và cực kỳ là hiếu thảo. Rồi, mình gặp đàn trai đi. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với cha già kính yêu của em. Chào bác. À, dạ chào bác. Dạ. Dạ chú Quyền Linh. Dạ. Bác hôm nay đến đây cũng nhờ cô chú giới thiệu cho nó được có đôi có bạn. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Nay 73 tuổi rồi. 73 hả? Nhà bác làm gì bác? Trồng xoài, trồng cây bác. Cái cô này bác thấy sao? Thấy được rồi con. Trời. Rồi, chào bác. Thôi về Cần Giờ dạy đi em. Cần Giờ đang phát triển đó. Bây giờ mình mở rào đi hả bà mối? Mở rào. Nói lớn lên nha. Gặp bạn gái nó lớn lên. Coi coi mặt xinh da trắng không? Bắt đầu rồi đó. Tấn công. Mình có món quà tặng bạn. Xin anh em đi. Dạ anh có món quà tặng em. Đây là cuốn sách Anh Tâm Đắc Nhất. Đó là Nguyễn Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Còn cuốn này là cuốn Vượt Biển Lớn. Hy vọng là chúng ta có thể vượt biển lớn cùng nhau. Còn cái cây đó. Còn cây này là anh nhà anh trồng. Cây thuốc bìm bịp. Cây này dùng giải chữa đau nhức xương khớp. Tại má anh bị xương khớp nên mua về trồng. Trồng nhiều dư da nhiều quá rồi. Anh tặng em luôn. Dạ rồi anh cảm ơn. Cái này em đem tử quê lên. Thì cây xương rồng là nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sự trường tồn của tình yêu. Thì em cũng mong tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Cái cây đó sao xương khớp gì? Tại trồng nhiều quá dư ra hả? Dạ đúng rồi, trồng nhiều lắm. Tại mới đầu em mua mỗi ngày một chút thôi á. Em mua chút nó ra một đống nó luôn. Dư ra tặng bạn gái hả? Ủa cái cây này là cây thiệt luôn hả cưng? Dạ đúng rồi, cây giống. Ủa vậy hả? Y như cây giả vậy đó hả? Bên còn dư nữa không? Dạ còn nhiều lắm. Chú lấy, anh lấy thì em tặng luôn. Đây nè cần nè, xương khớp đau quá đây nè. Dạ ok luôn. Còn nhiều tặng hết phim trường này được không? Dạ thôi cái đó bán chứ. Nói cảm giác coi nè. Da trắng mặt xinh không hay là làm sao nè? Dạ đúng rồi, da trắng mặt xinh. Nói đi, nói cho người ta nghe đi. Mở rào ra là anh thấy sao? Anh thấy em da trắng trong mặt xinh. Có đúng cái gu của em không? Dạ đúng. Em giống như trong truyền thuyết bước da vậy. Giống như cái bản mô tả anh viết vậy. Đó, thấy trời ơi chung. Anh thấy em như thế nào? Thấy em da trắng mặt xinh. Em thấy anh sao? Em thấy anh là vui vẻ. Vui vẻ, hài hước. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Thì cái tính chất công việc của anh là anh đi mỗi ngày hay là sao? Không, anh đầu tư xong thời gian tự do lắm. Đầu tư hết tiền rồi ở nhà chơi thôi. Tiền đâu đầu tư nhiều. Tại vì khoảng cách xa quá thì anh có thể sắp xếp về thăm em hay là em lên đây thăm anh. Chia đôi ra. Trời ơi, chia anh. Ta xa quá làm sao ta đi được. Em là giải miết à, từ thứ hai đến thứ sáu.
Anh có món quà tinh thần gì tặng em không? À, anh cũng biết hát. Rồi đứng lên, tiến tới hát liền. Tấn tới, tấn công. Dạ rồi. Có bài hát này anh tặng em nè. Ví dụ 42kg, cao 1m4, nhưng xếp là mình tim hết chỗ. Thầy bói nói rồi, tim cưới em về nhà là anh đời sẽ hết khổ. Cầu trời mai trúng số là anh rước em liền, vì anh tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí, nhưng mỗi bạn là tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nè, và anh hứa mang theo chầu cao. Mẹ anh cũng hứa rồi, ý em sao cưng ơi? Hay quá, anh rap đó, anh rap đó. Bài gì vậy? Dạ bài ý em sao? Anh muốn... Còn bài nào khác không? Dạ hết rồi. Dạ bài là bài hát đó cũng như anh muốn nói đó, ý em sao? Em nói thiệt, đây là một cái duyên. Em từ An Giang lặn lội lên đây, anh biết cũng đường xa xa. Em muốn cho chúng ta cơ hội. Còn cái chuyện mình tìm hiểu như thế nào là chuyện của tương lai. Rồi em có đồng ý về Cần Giờ ở với anh không? Em có đồng ý về Cần Giờ với anh. Theo em là có chồng thì theo chồng. Ok. Dạ. Em đến đây em cũng có một bài hát muốn gửi tặng đến chương trình cũng như anh. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cánh lúa cho bông. Bờ đây đồng ương ước mơ, trời xanh nhường nhường chim ca. Lửa lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Cưới nhau về thì mà em muốn mấy đứa con, con trai con gái hỏi đi. Sao mốt cưới về em muốn mấy đứa con? Tại tính chất công việc em là giáo viên thì hai đứa là đủ. Hai đứa đủ Minh Linh. Ai biết em. Em thấy đủ chưa? Nhà gia đình văn hóa là chỉ như vậy thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mình có nên bấm nút hay không, mình có trao duyên cho người đối diện hay không. Một. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ngon lành. Ngon lành rồi. Bắt tay liền. Tấn công. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ mình chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi xin phép ba cho con cưới vợ. Xin phép ba cho con cưới vợ. Em cho hôn một cái nha. Dạ. Được không? Thơm thơm. Bây giờ nè, ôm chặt lại cái coi cho cảm giác. Chưa từng có người yêu đó. Ôm chặt vô coi, ôm chặt vô. Hung. Tự nhiên đi. Hung. Em hung chứ em bắt ta hung em. Ừ. Em hung rồi. Em hung bên đây. Rồi, hai bên cho được. Đây là sản phẩm của anh Quyền Linh ha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Về tặng cho ba để chống rụng tóc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi.